Em nha, bữa nay cũng như mọi ngày thì cũng đi ship má xuồng cho khách đây ha. Bây giờ em có một xe tải nhỏ kia đang đi vòng vòng ở đây, còn một xe lớn hay là để đi mà đi Bắc Nam đây ha. Đây đang chuẩn bị chất lên một xe đây, địa chỉ của bên em đã đây nữa ha, anh em cứ tới lựa xuồng thoải mái nha. Để một chút để em lấy cái video kia quay sơ sơ cho anh em xem, lấy cái vỏ lãi này chuẩn bị đi ra ngoài Bắc đây ha. Đây có xe lớn đi hết nha anh em. Đây ha, đã ghi tên sẵn hết luôn rồi, một đống rồi là soạn sẵn để lên xe này luôn á. Giờ bây giờ đang lên hàng nha anh em, xe đã bắt đầu lên hàng đi, một xe lớn một xe nhỏ luôn ha. Giờ chuẩn bị đóng hàng, có bên mình có ship bên Viettel luôn nha. Mấy bác kia bên Viettel đang đóng xuồng cho khách đây. Đây là bên Viettel đây, họ đóng hàng rất là kỹ ha. Tôi sẽ chờ anh em nha, hôm nay về thêm hai container nữa. Đây container của vỏ lãi. Quý vị chút lên qua chi tiết cho anh em xem ha. Cái này là kho cano mình để nha. Nhiều loại cano lắm, tùy theo mấy cái loại này là có thể đi biển được nè, mấy loại này đi sông ha. Đủ kích thước chiều dài cho mọi người lựa hết. Ở phía trong kia cũng còn mà kính này, mình quay không được. Nhìn là mỏng này. Này là xe để mình đi giao xuồng ha mọi người. Này giao trong khu vực gần. Vô từ Bình Dương, Bình Phước, Gia Lai rồi đi xe này hết nha. Còn đi xa hơn ngoài Bắc thì sẽ có xe ở ngoài Bắc chỗ lấy. Các hàng đây mình có ghi tên từng người hết, số điện thoại đầy đủ, giao tới nơi thôi xong rồi. Xe đường nào mình xe tải mình vô được thì mình vô thoải mái ha.